giàu được hình thành từ tiền riêng của giáo sư và các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Đây cũng là lần đầu tiên ở nước ta có một giải thưởng mang tên một người đáng sống. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn nghệ sĩ Minh Tâm. Dạ thưa bác Minh Tâm, là tại sao là bác xuất hiện trong trường quay đến với chương trình Những Chuyện Lạ Việt Nam lại mang theo rổ giá cả chổi trước này. Chắc là bác trong quá trình đang dọn nhà dọn cửa nên nhận lời mời của chương trình đến vội quá đúng không ạ? Vẫn mang theo ạ. Mà đây là cái nghiệp của tôi đấy. Cái này liên quan đến công việc của bác ạ? Đến cái nghiệp của tôi đấy, cái nghề nghiệp của tôi đấy. Có nghĩa là không thể thiếu được nếu như mà bác không có những cái thứ không này. Không có những cái thứ này. Những thứ này mặc dù đối với những người khác thì có thể là không có ý nghĩa, nhưng đối với nghệ sĩ Minh Tâm, nó gắn liền với cuộc đời, gắn liền với sự nghiệp và gắn liền với sự đam mê nghề nghiệp nữa. Thưa bác, là ngày hôm nay bác đến với chương trình Những Chuyện Lạ Việt Nam, mà thông thường những chuyện lạ Việt Nam bao giờ cũng giới thiệu cho quý vị khán giả những điều rất kỳ lạ, những điều mà thậm chí họ chưa bao giờ nhìn thấy, những điều mà họ chỉ nghe mà chưa bao giờ được chứng kiến cả. Ngày hôm nay chắc chắn là bác sẽ mang những câu chuyện lạ. Cháu muốn bác xác định với mọi người biết là ngày hôm nay có phải là những chuyện lạ bác mang tới không ạ? Tôi không dám tự hào cái việc đó, nhưng mà tôi chỉ biết rằng là tôi đã làm nó trong bao nhiêu năm qua, và có thể nói như là cả một cuộc đời mình rồi. Cho đến bây giờ cũng gần sắp hết đời rồi, và tôi vẫn đang mang với nó và chưa hề quên nó, vẫn say mê đối với nó. Bác có thể kể một chút về cái bộ phim đầu tiên, bộ phim đầu tay ạ, mà bác tham gia trong công việc lồng tiếng động của mình là bộ phim gì không ạ? Tôi đến điện ảnh, lúc bây giờ là truyền hình ta chưa có, mà tôi đến điện ảnh từ năm 1956. Và lúc đó là chỉ làm người diễn viên lồng tiếng và các phim nước ngoài, bởi vì lúc bây giờ là chúng ta chưa có phim truyện. Trước khi mà bác xuất hiện ra sân khấu thì cháu đã giới thiệu với quý vị khán giả truyền hình một đoạn phim ngắn. Mà đây là một trích đoạn trong một bộ phim mà nếu như cháu nhắc đến thì có thể bác sẽ nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, mặc dù đã nửa thế kỷ trôi qua. Đấy. Bộ phim này là bộ phim được mang tên là Chung Một Dòng Sông. Bác nhớ ra, đây là một trích đoạn trong bộ phim đó. Và trích đoạn này là đoạn cô Hoài đang trèo đò mà không hề có tiếng động gì cả. Quý vị khán giả ở đây đều chung một ý kiến là họ xem họ chán, họ bảo là họ không hiểu cái đoạn này thế nào, chỉ nhìn thấy hình là đang trèo đò nhưng mà không biết là nó được hấp dẫn, nó không được hấp dẫn, và nó tóm lại nó không có hồn. Thanh Tùng có nhắc đến cái phim Chung Một Dòng Sông, tôi mới nhớ đến là cái phim ấy sản xuất năm 1958 hay 59 gì đó, cái nhân vật chị Hoài. Chị Hoài là do nữ diễn viên Phi Nga đóng. Thì Phi Nga, người diễn viên điện ảnh nữ đầu tiên, bây giờ đã qua đời. Thì phim Chung Một Dòng Sông có cái diễn viên Phi Nga, tức là nhân vật chị Hoài ấy, trèo một con đò trên một con sông. Mà bên kia là địch, mà bên này là ta. Thế ý nghĩa của nó là như thế. Và lúc đầu là cũng bắt đầu từ đó tôi làm tiếng động. Mà làm tiếng động lúc bây giờ không phải là người làm tiếng động và cũng không phải là bộ phận tiếng động. Bởi vì điện ảnh của chúng ta mới đầu tiên ra đời chưa hoàn thiện. Thế thì lúc bây giờ tất cả diễn viên chúng tôi xuống có làm tiếng động. Thì tôi cũng là một trong những người có tham gia một cái vai phụ ở trong phim. Mà một cái vai phụ đó bây giờ nhìn lại tôi không nhận ra tôi nữa. Bởi vì 5 năm qua tôi khác quá rồi. 50 năm. 50 năm qua. Gần nửa thế kỷ qua,
lúc bây giờ là chưa có dâu. Phải nói lúc bây giờ là đẹp trai. Lúc bây giờ đẹp trai ạ. Như vậy là bộ phim Chung Một Dòng Sông là một bộ phim đầu tay. Đầu tay. Mà bác thực hiện phần tiếng động. Phần tiếng động. Theo như cháu tìm hiểu thì hồi đó rất khó khăn trong việc làm tiếng động. Và cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, vì đấy vậy thì hồi đấy thì bác làm thế nào để có thể lồng được những cái tiếng ví dụ như là chèo đò thì cháu suy nghĩ là chắc là phải có tiếng nước này. Phải nói là chưa làm bao giờ, bây giờ mới bắt tay vào làm thì cũng mệt lắm. Và mỗi anh một ý kiến, người thì làm thế này, người thì làm thế khác. Nhưng mà nói chung thì chèo đò là phải có tiếng chèo đò và nước là phải có tiếng nước. Đấy là cái cơ bản. Bây giờ thì chắc chắn là chỉ có một cách để cho quý vị khán giả truyền hình cảm thấy mãn nguyện hơn. Mãn nguyện hơn là đề nghị bác Minh Tâm sẽ làm một màn trình diễn tiếng động làm sao thể hiện được cái đoạn băng vừa rồi. Rồi khán giả xem mà chưa có tiếng động. Bây giờ thì đề nghị bác là phải làm cái tiếng động cho đoạn băng nó thêm sinh động, nó có hồn ạ. Vâng. Cháu xin mời bác ạ. Nào, mặc dù đã qua 50 năm rồi, trong những cái lần mà mình thực hiện tiếng động đầu tiên, mỗi một lần có một cái âm thanh về tiếng động yêu cầu thì là lần đó mất ăn mất ngủ, phải suy nghĩ. Có nhiều khi đang đêm ngủ với bà xã thế tự nhiên nghĩ đến cái chuyện đó, thế và lọ mọ hết góc nọ sang góc kia để tìm những cái vật dụng mình làm cho cái tiếng động mà người ta yêu cầu. Bởi vì nó từ là ban đầu không biết làm thế nào cả, buộc phải tư duy hình tượng âm thanh, và cái âm thanh đó nó giống với cái gì và phải dùng cái gì, lấy cái gì để làm cái đó mà chưa làm bao giờ. Đấy, thì cái đó buộc mình phải công việc duy. Nó đau đáu mình như vậy. Thời kỳ đầu tiên đó và cái kể cả công việc của bác bây giờ thì cái tiếng động nào là dễ thể hiện nhất theo bác? Thường thường những cái tiếng mà làm nhiều thì là dễ thể hiện nhất. Hay là như thế này, cháu có một cái đề nghị này. Bây giờ bác làm một cái tiếng động theo bác là dễ nhất. Xong cháu đố quý vị khán giả truyền hình đoán xem là tiếng động đó là tiếng động gì. Bác có đồng ý không ạ? Chúng ta vừa mới xem cái tiếng này là tiếng kéo vó bẻ. À, tiếng này là tiếng chèo đò. Chèo đò. Vâng. Cũng bằng cái này. Thế bây giờ để quý vị xem nó là cái tiếng gì nữa, chứ nó không chỉ là cái tiếng chèo đò. Ai có ý kiến giơ tay? Xin mời bạn. Theo cháu là tiếng võng ạ. Theo cháu là tiếng võng. Cháu là sinh năm bao nhiêu đấy ạ? Dạ, sinh năm 86 ạ. 86 là đang nói với cả bác Minh Tâm hay nói với Thanh Tùng đấy ạ? Dạ, nói bác Minh Tâm ạ. À, thế được. Và chính vì thế nên ra là bác có ý kiến không? Nếu như tiếng sau cùng và tiếng võng thì là đúng, như tiếng đầu không phải là tiếng võng. Mà bạn cũng đã nói một chút gì đó, tức là cũng gần chính xác đúng không ạ? Gần chính xác. Bạn có được quà tặng không ạ? Để một lần nữa đã. Một lần nữa đã. Để một lần nữa đã. Vâng, bạn thử sức nhá. Bây giờ thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa nè. Bây giờ là một âm thanh khác đúng không ạ? Một âm thanh khác. Một âm thanh khác. Bạn cứ giữ micro này, chuẩn bị này. Một âm thanh khác này. Cố gắng nhé, cố gắng. Chúc bạn thành công.
khó đố cái khác nhá. Khó. Chính bản thân người ra đề kêu khó đúng không ạ? Tất cả chú ý nghe ạ. Bạn có trả lời được không? Hai thứ tiếng nhá. Chú ý hai thứ tiếng. Hai thứ tiếng. Bạn trả lời được không? Thưa bác Minh Tâm và anh Thanh Tùng, đấy là tiếng của cái máy chèo xuống mặt nước ạ. Máy chèo xuống mặt nước. Ý kiến bác thế nào? Rất là không đúng. Một cánh tay khác ạ. Thưa bác, đấy là tiếng gió. Tiếng gió. Hai thứ tiếng. Gì nữa? Và tiếng kẹt cửa nữa. Đã có một số ý kiến nói rằng không phải. Em nghĩ đấy là tiếng gió xào xạc vào lá. Chưa đúng. Chưa đúng. Một cánh tay nữa giơ lên nào. Thì đây là cái tiếng mà của người tưới cây ạ, tưới nước và cho có cây. Alo. Tuyệt vời. Tưới nước vào cây ạ. Tiếng tưới nước bằng aerosol rào rào báo rào. Bạn có phải là người đã từng làm vườn không ạ? Em đã từng tưới cây rồi ạ, tưới hoa. Bạn rất xứng đáng để nhận được quà tặng. Bây giờ cháu có một đề nghị nhỏ thế này ạ. Chúng ta sẽ có một phần thi rất nhỏ thôi, một phần thi nhỏ thôi mà rất nhanh cho hai quý vị khán giả mà lên để giúp chúng tôi tham gia phần thi này. Bác Minh Tâm sẽ là giám khảo và chúng ta sẽ thực hiện phần tiếng động cho một đoạn băng sau đây. Chúng ta sẽ xem đoạn băng đó. Và vấn đề ở đây là các bạn sẽ lựa chọn một trong số các loại đạo cụ đó để thực hiện phần thi này. Hai bạn khán giả giơ tay ạ. Một bạn nam bạn nữ đi ạ. Tôi nghĩ rằng là nam nữ thì đều có thể là làm công việc đầu bếp là tráng trứng được rồi ạ. Thì không có nghĩa gì mà lại cả hai nữ. Một bạn nữ mặc áo hồng, một bạn nam đi ạ. Tôi thấy là bạn nam lúc nãy là chưa giành được phần thưởng đúng không ạ? Mời bạn lên tham gia với chúng tôi ở phần này ạ. Kính thưa quý vị khán giả, là em tên là Lương Đức Hoàng. Năm nay thì em vừa thi xong đại học nhưng mà chưa ạ. Bạn gái tiếp theo là tên là gì ạ? Tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung. Đến từ Hà Tây, tôi công tác tại công ty sổ số kiến thiết tỉnh Hà Tây. Hôm nay rất vui mừng là được tham dự chương trình này. Xin cảm ơn. Như vậy là bạn đã vượt từ Hà Tây một quãng đường khá xa để tới với đài truyền hình Việt Nam đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Nhung và bạn Hoàng là hai thí sinh của chúng ta. Đề nghị là bác có thể gợi ý một chút với đoạn băng vừa rồi phải dùng những loại đạo cụ nào không ạ? Đây là một đoạn tráng trứng, hả? Mà phải có lửa, phải không? Tráng trứng mà đổ trứng vào chảo là nó phải thế nào, phải không? Đúng không? Nữ làm thì biết, anh này thì ăn không thì không biết rồi. có khi cũng biết hơn nữ là đằng khác. Đấy là cái quan trọng nhất. Thế khi người ta đánh trứng lên thì nó có tiếng gì? Mỡ già rồi mới đổ vào chảo. Đổ vào chảo thì nó có tiếng gì? Tiếng xèo. À, đấy. Đấy là những cái thứ mà phải làm, mà tất cả những cái thứ ấy, những cái tiếng ấy đều có ở đây. Gợi ý rõ rồi, bây giờ bạn nữ là người đầu tiên sẽ thực hiện. Nói chung là nữ là người đã thường làm đầu bếp cũng quen rồi đúng không ạ? Thì xin mời bạn hãy thực hiện phần này. Nào, chúng ta chuẩn bị. Theo dõi trên màn hình, bạn hãy nhìn trên màn hình làm sao khớp được với hình ảnh. Càng khớp với hình ảnh thì bạn làm càng tuyệt vời, đúng không ạ? Thế rồi.
Cảm ơn bạn Nhung rất nhiều. Bây giờ bạn sẽ là người lại chứng kiến xem bạn Hoàng thực hiện phần này như thế nào. Xin mời bạn đứng vào vị trí này. Cảm giác đầu tiên của hai bạn là gì? Có khó không ạ? Vâng, khó ạ. À, bạn có thấy khó không? Em nếu mà biết rồi thì em thấy dễ, nhưng mà... Theo bác, trong hai bạn thì bạn nào làm xuất sắc hơn ạ? Mỗi bạn có một cái tinh tế. Ví dụ như là bạn nam thì cho một tí nước vào, nghe ngoáy cái trứng nó gần giống hơn. Nhưng mà bước đầu mà làm được như thế là tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời rồi ạ. Mà tuyệt vời như thế thì chắc chắn là nhận được quà tặng ở nhà tài trợ rồi ạ. Xin mời hai bạn nhận lấy quà tặng ở nhà tài trợ. Đây là quà tặng rất có ý nghĩa của chương trình. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chương trình đã chuẩn bị một số các đoạn băng. Bây giờ xin mời bác là khi mà xem đoạn băng đó, bác hãy thể hiện cho mọi người biết là sử dụng những đạo cụ gì để thể hiện tiếng động trong đoạn băng đó. Cháu mời bác.